chào quý vị và các bạn đang đến với cuộc thi chinh phục năm 2020 do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh tổ chức. Chương trình do VNPT Vinaphone Quảng Trị tài trợ chính. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là cuộc thi chinh phục của chúng ta đã trải qua trận thi đấu đầu tiên với sự tham gia của 4 thí sinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Trung học phổ thông Lê Lợi, Trung học phổ thông Chế Lan Viên và Trung học cơ sở Trung học phổ thông Bến Hải. Với 4 phần thi trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong mỗi trận thi đấu, các thí sinh của chúng ta đã thể hiện sự nhanh nhạy và hiểu biết của mình để giành chiến thắng. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng sau khi rút kinh nghiệm của những người bạn đi trước thì càng ngày cuộc đua của các bạn ở từng câu hỏi, từng phần thi lại quyết liệt và sôi nổi hơn. Và hôm nay chúng ta cũng có mặt ở đây để tham gia vào trận thứ 2 của cuộc thi chinh phục năm 2020. Hãy cùng chào đón 4 bạn thí sinh sau đây. Bạn Nguyễn Thị Như Ý đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Chào đón bạn Hoàng Cao Thắng đến từ trường Trung học phổ thông Đắk Rông. Chào đón bạn Nguyễn Hữu Huy Hoàng đến từ trường Trung học phổ thông Cam Lộ. Và bạn Lê Bá Hải Tiến đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà. Và để theo dõi, đưa ra đánh giá cuối cùng cho câu trả lời của các thí sinh trong cuộc thi hôm nay, ban cố vấn đã cử các thành viên sau đây làm giám khảo. Xin được giới thiệu thầy Nguyễn Quang Hải Bằng đến từ phòng giáo dục thị xã Quảng Trị. Xin được giới thiệu cô Nguyễn Thị Tâm, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chế Lan Viên. Và xin được giới thiệu cô Hoàng Thị Hương Giang đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Và thưa quý vị và các bạn, cuộc thi chinh phục năm 2020 gồm 4 phần thi mang tên xuất phát, thử thách, tăng tốc và chinh phục. Và bây giờ, mời quý vị, các bạn thí sinh chúng ta cùng đến với phần thi thứ nhất mang tên xuất phát. Phần thi xuất phát là một bộ 6 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm gồm 3 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi 20 giây. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm. Đó là thể lệ của phần thi xuất phát. Và sau đây chúng ta cùng đến với 6 câu hỏi của phần thi này. Và chúc các bạn thí sinh mỗi bạn sẽ ghi cho mình được 100 điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên trong bộ câu hỏi 10 điểm. Trong các thiết bị sau, thiết bị nào là thiết bị vào? A. Màn hình, B. Bàn phím, C. Loa, D. Máy in. Thời gian bắt đầu. Ở câu hỏi thứ nhất, cả 4 bạn thí sinh đều đưa ra đáp án B, đó chính là bàn phím. Và chúc mừng cả 4 bạn thí sinh đã ghi được số điểm đầu tiên. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2 và đây là một câu hỏi tiếng Anh. El Clasico is the name given in the football to any match between A. Real Madrid and FC Barcelona, B. Manchester United and Manchester City, C. Juventus and AC Milan, and D. Bayern Munich and Borussia Dortmund. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Với câu hỏi tiếng Anh, bạn Như Ý chọn đáp án B, ba bạn Cao Thẳng, Huy Hoàng, Hải Tiến chọn đáp án A. Đây là một câu hỏi tiếng Anh nhưng mà trên lĩnh vực thể thao và vì thế và ba bạn nam đều có chung một câu trả lời giống nhau, đó chính là đáp án A. Và đáp án chính xác là đáp án A. Xin được chúc mừng ba bạn nam Cao Thẳng, Huy Hoàng và Hải Tiến. Câu hỏi tiếng Anh của chúng ta có nội dung là El Clasico là tên trận đấu giữa hai đội bóng nào? Và đó chính là Real Madrid và FC Barcelona. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở suất của nó sẽ A. Không tăng, B. Tăng lên,
C. Giảm đi. Và D. Giảm sau đó tăng. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Với câu hỏi số 3, bạn Như Ý và Hải Tiến chọn đáp án C, bạn Cao Thắng và Huy Hoàng chọn đáp án B. Và số điểm sẽ được cộng cho hai bạn Cao Thắng và Huy Hoàng. Đáp án B là đáp án chính xác. Chúng ta vừa trải qua bộ câu hỏi 10 điểm, bây giờ sẽ là bộ câu hỏi 20 điểm, câu hỏi số 4. Tác phẩm nào của nhà văn Mikhail Tolstoy đạt giải Nobel văn học? A. Số phận con người. B. Sông Đông êm đềm. C. Đất vở hoang. Và D. Họ đã chiến đấu vì tổ quốc. Thời gian bắt đầu. Một lần nữa, ba bạn nam của chúng ta đều chọn đáp án B. Một đáp án giống nhau và bạn Như Ý chọn đáp án A. Vâng, và tác phẩm của nhà văn Solokhov đạt giải Nobel văn học đó chính là Sông Đông êm đềm, đáp án B là đáp án chính xác. Ba bạn Cao Thắng, Huy Hoàng và Hải Tiến mỗi bạn ghi cho mình được 20 điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo trong bộ câu hỏi 20 điểm, câu hỏi số 5. Một người leo lên tường cao 8 mét bằng thang, biết rằng thang dài 10 mét. Hỏi phải đặt chân thang cách tường bao nhiêu mét để leo lên vừa hết bức tường thì hết thang. A. 4 mét. B. 6 mét. C. 12 mét. D. 8 mét. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Cả bốn bạn thí sinh của chúng ta đều chọn đáp án B cho câu hỏi này. Và đáp án B là đáp án chính xác. Chúc mừng cả bốn bạn thí sinh. 20 điểm sẽ được cộng vào tổng số điểm của mỗi bạn thí sinh. Chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 6. Đây là một câu hỏi 30 điểm. Chúc các bạn may mắn. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ dưới hầm tai vạ. Là những câu văn thể hiện hành động tàn bạo của kẻ thù nào cai trị nước ta? A. Nhà Tống. B. Nhà Mông Nguyên. C. Nhà Minh. D. Nhà Thanh. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Bạn Như Ý chọn đáp án B, bạn Cao Thắng Huy Hoàng chọn đáp án C và bạn Hải Tiến chọn đáp án D. Và đáp án chính xác của câu hỏi này là đáp án C. Xin được chúc mừng bạn Cao Thắng và Huy Hoàng. Bạn Cao Thắng và Huy Hoàng mỗi bạn được cộng 30 điểm trong tổng số điểm của mình. Như vậy là chúng ta đã cùng với 4 bạn thí sinh Như Ý, Cao Thắng, Huy Hoàng và Hải Tiến vừa trải qua phần thi đầu tiên mang tên xuất phát. Và cho đến lúc này thì vị trí của mỗi bạn trên đường đua đã có sự thay đổi. Và tất nhiên sẽ còn nhiều sự hoán đổi khác ở những phần thi tiếp theo. Chúng ta cùng đến với bảng điểm đầu tiên. Bạn Như Ý 30 điểm, bạn Cao Thắng 100 điểm, Huy Hoàng 100 điểm và bạn Hải Tiến 60 điểm. Chúc mừng tất cả các bạn. Và như vậy là bắt đầu có sự đua tranh trên bảng tổng sắp với phần thi xuất phát vừa rồi. Bây giờ chúng ta cùng liên tục cuộc thi với phần thi thứ hai mang tên thử thách. Trong phần thi thử thách, mỗi thí sinh có 1 phút để trả lời bộ gồm 6 câu hỏi. Trả lời đúng 1 câu hỏi được 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Hết 6 câu hỏi, người dẫn chương trình sẽ ra hiệu lệnh kết thúc phần thi của thí sinh. Lưu ý, trong phần thi thử thách, thí sinh có quyền bỏ qua những câu hỏi chưa có đáp án. Tuy nhiên, thí sinh không có quyền trả lời lại những câu trả lời sai và những câu bỏ qua trước đó dù còn thời gian. Vâng, 60 giây cho 6 câu hỏi. Vì thế các bạn hãy suy nghĩ thật nhanh và đưa ra đáp án thật chính xác.
Và theo thứ tự thì bạn Như Ý đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ sẽ là bạn thí sinh tham gia phần thi thử thách đầu tiên, và chúng ta hãy cùng dành ít phút để giao lưu cùng bạn. Xin chào bạn. Bạn thân mến, là một thí sinh đại diện cho ngôi trường của mình tham gia cuộc thi chinh phục thì đó là một điều rất là tự hào. Vậy thì thầy cô, bạn bè và những người thân của bạn đã đồng hành cùng với bạn trước khi chuẩn bị đến với cuộc thi này như thế nào ạ? Chúng em cũng ôn tập ở trên lớp và các bạn có bổ sung thêm nhiều câu hỏi để em có thể thi. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cổ vũ cho bạn Như Ý ạ. Và cảm ơn các bạn cổ động viên, một sự tiếp thêm nghị lực tinh thần rất là lớn, và chúc bạn Như Ý sẽ thành công ở phần thi của bạn. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho bạn Như Ý. Thời gian bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất, việc lấy vợ lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật gọi là gì? Các bạn hãy cân đổi thời gian nhé. Chúng ta có thể bỏ qua nếu như mà chưa có câu trả lời. Bỏ qua. Câu hỏi số 2, loại đường được dự trữ ở trong gan có tên là gì? Bỏ qua. Câu hỏi số 3, câu nói sách mở rộng trước mắt tôi là những chân trời mới là của nhà văn nào? Bỏ qua. Câu hỏi số 4, từ 0 đến 100 có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 3? Vâng, như vậy là đã hết thời gian, hình như bạn Như Ý có hơi hồi hộp một chút đúng không ạ? Vâng. Và chúc bạn sẽ bình tĩnh tự tin hơn ở những phần thi tiếp theo nhé. Và như vậy thì kết thúc phần thi thứ nhất, bạn Như Ý rất tiếc chưa ghi được điểm nào vào tổng số điểm của mình. Và trước khi đến với phần thi của bạn Cao Thắng thì xin được công bố đáp án với những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra ở bộ đề thứ nhất dành cho bạn Như Ý. Việc lấy vợ lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật gọi là gì? Đáp án của chúng ta đó chính là tảo hôn. Câu hỏi thứ hai, loại đường được dự trữ ở trong gan có tên là gì? Đó chính là glycogen. Câu hỏi thứ ba, câu nói sách mở rộng trước mắt tôi là những chân trời mới là của nhà văn nào? Đó chính là của một nhà văn nổi tiếng của nền văn học Nga Xô Viết thế kỷ 20, Maxim Gorky. Câu hỏi số 4, từ 0 đến 100 có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 3? Chúng ta có 34. Đó là một số câu hỏi mà bạn Như Ý đã vừa trải qua. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần thi thử thách thứ 2 dành cho bạn Cao Thắng. Vâng ạ, xin hỏi bạn Cao Thắng, đây là lần đầu tiên hay là lần thứ 2 bạn đến với cuộc thi chinh phục ạ? Chỉ là đây là lần thứ 2 em đại diện cho trường em tham gia cuộc thi chinh phục. Vâng, đó là một điều rất là tự hào. Cũng xin được hỏi bạn, trong các bộ môn mà bạn học thì bạn yêu thích và dành thời gian nhiều cho bộ môn học nào? Chỉ là em khá là yêu thích môn tiếng Anh và em thường xem những bộ phim hay là nghe nhạc của Mỹ hoặc là Anh để mà nâng cao cái vốn tư vựng và ngữ pháp tiếng Anh của mình. Vâng. Và cũng hy vọng rằng thông qua cuộc thi ngày hôm nay thì bạn sẽ có cơ hội để bổ sung thêm những cái kiến thức cho mình, những cái kiến thức rất là hữu ích. Chúc bạn may mắn ở phần thi này. Vâng, các bạn cổ động viên, chúng ta hãy cổ vũ cho bạn Cao Thắng đến từ trường Trung học phổ thông huyện Đắk Rông ạ. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho bạn Cao Thắng. Bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất, hồ nước ngọt nào sâu nhất thế giới? Hồ Bãi Cạn. Chính xác. Câu hỏi số 2, một số tế bào gan có khả năng tiêu hóa vi khuẩn, chức năng này được thực hiện nhờ phương thức nào? Phân giải. Không chính xác, thực bào. Câu hỏi số 3, văn học chữ quốc ngữ ra đời ở miền Bắc hay miền Nam trước? Miền Nam. Chính xác. Câu hỏi số 4, hình tứ giác có hai góc kề nhau là góc vuông thì đó là hình gì? Hình vuông. Không chính xác, hình thang vuông. Câu hỏi số 5, sự kiện giờ trái đất với mục đích đề cao việc tiết kiệm năng lượng được tổ chức vào tháng mấy hàng năm? Tháng 10. Không chính xác, tháng 3. Câu hỏi số 6, where World Cup 2018 held?
Vâng. Câu hỏi tiếng Anh có nghĩa là World Cup 2018 được tổ chức ở nước nào? Đó chính là Russia, nước Nga. Và như vậy kết thúc phần thi thứ hai. Bạn Cao Thắng ghi được 40 điểm. Chúc mừng bạn Cao Thắng. Và bây giờ sẽ là cơ hội ghi điểm cho bạn Huy Hoàng đến từ trường Trung học phổ thông Cam Lộ. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho bạn Huy Hoàng. Bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất. Bắc Hồng Dương. Chính xác. Câu hỏi số 2. Trong tế bào nhân thực, chuỗi truyền điện tử. Câu hỏi số 3. Thành phố nào là nơi Hemingway đã viết Ông già và biển cả? San Francisco. Không chính xác, La Habana. Câu hỏi số 4. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số sao cho tổng và tích các chữ số tạo nên số đó bằng nhau. Bỏ qua. 1, 2, 3. Câu hỏi số 5. Sự trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường là thuộc hình thức vận động nào của triết học? Sinh học. Không chính xác, cơ học. Câu hỏi số 6. Is 2020 a leap year? Yes. Chính xác. Rất là nhanh chóng. Với câu hỏi mà chúng tôi đưa ra dành cho bạn ở bộ đề thi số 3, có nội dung là sự trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường là thuộc hình thức vận động nào của triết học, thì đáp án của bạn đưa ra được chấp nhận và chúng tôi sẽ cộng thêm cho bạn 20 điểm. Vâng, chúc mừng bạn Huy Hoàng. Và với cùng bộ đề số 3, chúng tôi có hỏi là trong tế bào nhân thực, chuỗi truyền điện tử là một dải các phân tử mang điện tử gắn trong màng của bào quan nào? Và đáp án đó chính là ti thể. Và như vậy thì kết thúc phần thi thứ hai. Bạn Huy Hoàng ghi cho mình được 60 điểm. Chúc mừng bạn. Và chỉ còn một thí sinh cuối cùng nữa, đó chính là bạn Hải Tiến sẽ đến với phần thi thứ hai mang tên thử thách. Xin chào bạn ạ. Xin được hỏi bạn là bạn có thường xuyên theo dõi các cuộc thi chinh phục những năm trước không ạ? Chỉ là có. Vâng. Qua mỗi cuộc thi thì bạn đã cảm thấy như thế nào và tích lũy được bao nhiêu kiến thức dành cho mình? Em thấy là cuộc thi rất khắc nghiệt và mình đã tiếp thu rất nhiều kiến thức từ các bậc anh chị đi trước. Vâng, những tràng vào tay của các bạn cổ động viên cũng chính là lời động viên và cũng tin tưởng bạn sẽ thành công, đặc biệt là đạt số điểm cao ở phần thi thứ hai này. Vâng, mời bạn đến với bộ đề số 4 dành cho bạn. Thời gian bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất. Dải núi nào dài nhất thế giới? Andes. Câu hỏi số 2. Trong quá trình hô hấp của tế bào nhân thực, các phản ứng đường phân diễn ra ở đâu? Tế bào chết. Chính xác. Câu hỏi số 3. Nhân vật chính trong truyền Lặng Lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long là ai? Anh thanh niên. Chính xác. Câu hỏi số 4. Đường thẳng đi qua trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn ngoài tiếp của một tam giác có tên là gì? Đường trung trực. Không chính xác, đường thẳng Euler. Câu hỏi số 5. Loại tiền nào được thực hiện chức năng phương tiện cất trữ? Bỏ qua. Tiền vàng. Câu hỏi số 6. According to the Vietnamese myth, the creation of Bánh Chưng was credited to whom? Prince Lang Liêu. Vâng. Câu hỏi số 6 có nghĩa là theo truyền thuyết, Việt Nam thì Bánh Chưng do ai tạo ra? Đó chính là Hoàng tử Lang Liêu. Và như vậy, kết thúc phần thi thứ hai này thì bạn Hải Tiến cũng ghi cho mình được 40 điểm. Chúc mừng bạn Hải Tiến. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là cả 4 bạn thí sinh của chúng ta đã vừa trải qua phần thi thử thách và chúng ta hãy cùng đến với bảng điểm qua 2 phần thi vừa rồi mà các bạn thí sinh đã đạt được. Bạn Như Ý 30 điểm, bạn Cao Thắng 140 điểm, bạn Huy Hoàng 160 điểm và bạn Hải Tiến 100 điểm. Chúc mừng tất cả các bạn. Và như vậy là chúng ta đã đi được nửa chặng đường của cuộc thi chinh phục ngày hôm nay và tạm thời bạn Huy Hoàng đến từ trường Trung học phổ thông Cam Lộ đang dẫn đầu với 160 điểm. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở 2 phần thi còn lại thì các bạn thí sinh của chúng ta sẽ có sự bứt phá như thế nào. Đón Tết cùng hôm, ôm trọn giải trí. Đăng ký gói hôm của VNPT,
chọn gói internet siêu tốc, truyền hình tương tác 4K, 4G cho cả nhà cùng kho nội dung đặc sắc cho triệu gia đình Việt một mùa Tết yêu thương. Cơ hội trúng vàng khi đăng ký gói hôm, liên hệ 1800 1166 ngay hôm nay. Vâng, và xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với cuộc thi chinh phục trận thi thứ 2 năm 2020 với sự tham gia tranh tài của 4 bạn thí sinh. Bạn Như Ý đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, bạn Cao Thắng đến từ trường Trung học phổ thông Đắk Rông, bạn Huy Hoàng đến từ trường Trung học phổ thông Cam Lộ và bạn Hải Tiến đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà. Và với phần thi thứ 3 này, vị trí trên bảng tổng sắp chắc chắn sẽ có những thay đổi đầy bất ngờ bởi vì đây là một phần thi khá gay cấn. Và các bạn cổ động viên thân mến, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật dài thật lớn để cổ vũ tinh thần cho cả 4 bạn thí sinh của chúng ta. Chúng ta cùng đến với phần thi thứ 3 mang tên Tăng tốc. Phần thi tăng tốc là một hình ảnh gồm 8 câu hỏi mảnh ghép, trong đó có 6 câu hỏi 20 điểm và 2 câu hỏi 40 điểm. Thí sinh lựa chọn mảnh ghép, suy nghĩ và trả lời trong vòng 20 giây. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm. Nếu hết thời gian mà thí sinh không đưa ra được đáp án, thì cơ hội được dành cho một trong 3 thí sinh còn lại là người bấm chuông nhanh nhất. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Khi có một mảnh ghép được mở ra, tất cả thí sinh đều có quyền bấm chuông trả lời hình nền. Thí sinh nào bấm chuông nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời đúng được 50 điểm, trả lời sai sẽ mất quyền thi tiếp vòng này. Sau 5 câu hỏi, nếu các thí sinh vẫn không bấm chuông trả lời hình nền, người dẫn chương trình sẽ gợi ý đáp án hình nền. Tuy nhiên, nếu thí sinh nào bấm chuông trả lời đúng đáp án hình nền thì số điểm chỉ còn lại là 30 điểm. Trong trường hợp mặc dù đã được gợi ý nhưng các thí sinh vẫn không trả lời được hình nền, người dẫn chương trình sẽ mời các cổ động viên. Và đó là thể lệ của phần thi tăng tốc. Và bây giờ xin mời các bạn thí sinh cùng lắng nghe câu hỏi hình nền. Hãy cho biết nội dung bức ảnh, đáp án có 11 chữ cái. Xin được nhắc lại câu hỏi hình nền. Hãy cho biết nội dung bức ảnh và đáp án có 11 chữ cái. Và đầu tiên chúng ta cùng đến với sự lựa chọn mảnh ghép của bạn Như Ý. Mời bạn. Xin chào số 7. Mảnh ghép số 7. Vào thời khắc giao thừa kết thúc, bước sang một năm mới, người Việt Nam thường có phong tục tròn mời người đến chúc Tết đầu tiên tại gia đình mình. Phong tục đó có tên gọi là gì? Thời gian suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. Đạp đất. Đạp đất, đáp án chính xác. Chúc mừng bạn, bạn ghi được 20 điểm. Xong đất, đạp đất, xong nhà, mở hàng đều là đáp án đúng. Xong đất hay còn gọi là đạp đất, xong nhà là tục lệ có từ lâu đời ở Việt Nam. Người xưa quan niệm rằng sau thời điểm giao thừa bước vào những giờ phút đầu tiên của năm mới, người đầu tiên đến chúc Tết gia đình nếu là người hợp tuổi với gia chủ thì nguyên một năm gia chủ sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc đến nhà. Chính vì vậy mà người Việt từ xưa rất coi trọng tục xong đất. Hiện nay tục lệ này vẫn còn được duy trì là một nét văn hóa trong ngày Tết cổ truyền. Vâng, như vậy là mảnh ghép số 7 sẽ được mở ra. Một dữ liệu để các bạn căn cứ để đưa ra đáp án hình nền. Tiếp theo xin mời bạn Cao Thắng. Chỉ là số 2. Mảnh ghép số 2. Đây là một mảnh ghép có điểm thưởng, chúc bạn may mắn. Tại huyện Giao Linh có một con sông nổi liền với hai con sông Bến Hải và Thạch Hãn. Hãy cho biết tên con sông ấy là gì? Thời gian bắt đầu. Bạn Cao Thẳng không có đáp án trả lời và bây giờ sẽ là thời gian cho các thí sinh còn lại. Bắt đầu. Mời bạn Hải Tiến. Thì câu trả lời của em là sông Ô Lâu. Sông Ô Lâu không chính xác. Và mảnh ghép số 2 sẽ bị khóa lại. Vâng, xin mời bạn Huy Hoàng tiếp tục lựa chọn mảnh ghép của mình. Em xin chọn ô số 6. Mảnh ghép số 6. Đây cũng là một mảnh ghép có điểm thưởng. Mời bạn nghe đoạn nhạc. Đêm thương nhớ nhiều những kỷ niệm xưa, sao hương vắng hoài tháng ngày tuổi ấu thơ. Con sông nhỏ một thời tắm máu,
hãy cho biết tên bài hát. Thời gian bắt đầu. Câu trả lời của em là Quảng Trị quê hương. Không chính xác ạ. Bạn Cao Thắng đưa ra đáp án của mảnh ghép, mời bạn. Chỉ là câu trả lời của em là Quảng Trị quê tôi. Vâng, đó cũng không phải là đáp án của mảnh ghép này. Vâng, như vậy là chúng tôi sẽ khóa mảnh ghép số 6 này lại. Và chúng ta cùng đến với sự lựa chọn của bạn Hải Tiến. Mời bạn. Em chọn mảnh ghép số 4. Mảnh ghép số 4. Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản, tay mài nghiên hỉ huẩy viết thơ xuân, cù đồ nho dừng lại vuốt râu cằm, miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ. Bốn câu thơ trên được trích trong bài thơ nào, do ai sáng tác? Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Vâng, đã hết thời gian, bạn Hải Tiến không đưa được đáp án trả lời. Và bây giờ sẽ là thời gian cho các thí sinh còn lại bắt đầu. Mời bạn Cao Thắng. Chỉ là bài Chờ Tết của Đoàn Văn Cư. Đó là đáp án chính xác. Đó chính là bốn câu thơ được trích trong bài thơ Chờ Tết của Đoàn Văn Cừ. Đoàn Văn Cừ sinh năm 1913 tại Nam Định. Ông đã viết nhiều bài thơ thành công về mùa xuân, lễ Tết. Thi phẩm Chờ Tết là một trong những sáng tác nổi bật của ông. Bài thơ Chờ Tết đã được đăng vào mùa xuân năm 1939 trên tờ báo Ngày Nay, một tờ báo có uy tín thời bấy giờ của nhóm Từ Lực Văn Đoàn. Trong bài thơ, hình ảnh phiên chợ Tết diễn ra hết sức sinh động, mang đậm hồn cốt của Tết quê, Tết Việt. Vâng, và như vậy mảnh ghép số 4 đã được mở ra và 20 điểm sẽ được cộng cho bạn Cao Thắng. Chúng ta cùng quay trở lại với lượt lựa chọn mảnh ghép thứ hai. Xin mời bạn Như Ý. Em chọn câu số 8. Mảnh ghép số 8. Hồi vật Lang Sinh là của tỉnh nào của nước ta? Thời gian bắt đầu. Bạn Như Ý không có câu trả lời. Thời gian cho các thí sinh còn lại bắt đầu. Mời bạn Huy Hoàng. Thưa chị MC, thì câu trả lời của em là của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn Huy Hoàng. Vâng, hội vật Lang Sinh diễn ra vào ngày mùng 9, mùng 10 tháng Giêng tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài yếu tố tâm linh truyền thống, lễ hội còn là một hoạt động vui khỏe, đầy tinh thần thượng võ, kích thích việc rèn luyện sức khỏe, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí, nhất là với lớp trai trẻ. Hội vật Lang Sinh đã thu hút đông đảo khách chơi xuân. Và mảnh ghép số 8 sẽ được mở ra. Bạn Huy Hoàng được cộng 20 điểm trong tổng số điểm của mình. Như vậy là chúng ta đã trải qua 5 mảnh ghép của hình nền. Và bây giờ xin mời các bạn thí sinh chúng ta cùng nghe gợi ý của hình nền. Đây là một lễ hội thường diễn ra vào ngày Tết ở vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị với mục đích cầu một năm mới may mắn, tốt lành. Và đáp án có 11 chữ cái. Tiếp theo xin mời bạn Cao Thắng lựa chọn mảnh ghép cho mình. Nhớ chỉ là số 1. Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Tôi biết cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy sẽ là bông hoa ba chấm đỏ tươi. Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người. Loài hoa nào được nhà thơ Nguyễn Mỹ nhắc đến trong đoạn thơ trên? Thời gian bắt đầu. Vâng, hết thời gian, bạn Cao Thắng không có đáp án và bây giờ sẽ là thời gian cho các thí sinh bắt đầu. Vâng, và chúng tôi sẽ khóa mảnh ghép số 1 này lại. Mời bạn Huy Hoàng chọn mảnh ghép cho mình ạ. Em xin chọn ô số 5. Mảnh ghép số 5. Hãy cho biết tên một chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị được tổ chức thường niên vào dịp trước Tết Nguyên đán nhằm vận động quyên góp giúp đỡ cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thời gian bắt đầu. Đón mùa xuân mới. Không chính xác.
Rất tiếc đáp án của bạn không chính xác. Vâng, và bây giờ sẽ là thời gian cho các bạn thí sinh còn lại. Bắt đầu. Đã hết thời gian ạ. Và mảnh ghép số 5 cũng sẽ bị khóa lại. Và còn một mảnh ghép cuối cùng, mảnh ghép số 3 sẽ dành cho bạn Hải Tiến. Mời bạn Hải Tiến nghe ạ. Cầu thủ nào của quê hương Quảng Trị đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, hiện là thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan? Chào chị là Trương Văn Thái Quý. Hoàn toàn chính xác ạ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cầu thủ Trương Văn Thái Quý sau một vài thông tin ạ. Trương Văn Thái Quý sinh năm 1997 là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang thi đấu trong màu áo Hà Nội FC. Sinh ra và lớn lên tại phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tại trận chung kết SEA Games 30 đêm ngày 10 tháng 12, Thái Quý vào sân thi đấu ở hiệp 2 đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử 3-0 và đưa Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games cho bóng đá Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi. Và như vậy là bạn Hải Tiến được cộng vào tổng số điểm của mình 20 điểm. Và mảnh ghép số 3 sẽ được mở ra. Và chúng tôi ghi nhận tín hiệu trả lời hình nên từ bạn Huy Hoàng. Mời bạn. Em xin được đón hồi cơ người. Hồi cơ người, không chính xác ạ, rất tiếc. Và thời gian vẫn còn để cho cả ba bạn thí sinh của chúng ta, bạn Như Ý, Cao Thẳng và Hải Tiến suy nghĩ đáp án trả lời hình nên. Bắt đầu. Vâng ạ, không có bạn thí sinh nào đưa ra đáp án hình nền. Tuy nhiên thì chúng ta hãy cùng một lần nữa nhìn lại toàn phần hình nền của chúng ta. Trên hình nền chính là lễ hội cướp cù. Rất tiếc đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các bạn, lễ hội cướp cù là lễ hội văn hóa truyền thống có từ hàng trăm năm nay và được tổ chức thường niên vào dịp Tết Nguyên đán tại các làng quê của tỉnh Quảng Trị. Hiện tại thì một số làng quê vẫn duy trì lễ hội này, trong đó xã Do Mỹ, huyện Do Linh tổ chức lễ hội này sôi động nhất. Theo quy định, mỗi trận đấu có 2 đội chơi tham gia và được chia làm 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 15 đến 30 phút. Những người chơi tranh nhau quả cù được đẻo bằng gọc cây chuối trơn láng rồi ném quả cù cướp được vào chín rò của đội mình. Hội cướp cù vừa thể hiện tinh thần thi đấu thể thao, vừa mang ý nghĩa cầu cho một năm mới luôn may mắn, sung túc, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đó là một vài thông tin về lễ hội cướp cù trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Và trước khi đến với phân tích cuối cùng thì chúng ta hãy cùng nhìn lại đáp án của những mảnh ghép mà các bạn thí sinh chưa đưa ra được đáp án trả lời. Đầu tiên đó chính là câu mảnh ghép số 1. Câu nói, tôi biết cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy sẽ là bông hoa ba chấm đỏ tươi trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người. Vâng, loài hoa được nhắc đến trong bài thơ đó chính là hoa chuối, được trích trong bài thơ Cuộc chi li màu đỏ của nhà thơ Nguyễn Mỹ. Mảnh ghép số 2, chúng tôi đưa ra câu hỏi, tại huyện Do Linh có một dòng sông nối liền với hai con sông Bến Hải và Thạch Hãn, hãy cho biết tên con sông ấy là gì? Đó chính là sông Cánh Hòm. Với mảnh ghép số 5, một chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị được tổ chức thường niên vào dịp Tết Nguyên đán nhằm vận động quyên góp giúp đỡ cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Đó chính là chương trình Nối vòng tay nhân ái ạ. Vâng, và một đoàn nhạc mà chúng ta vừa thưởng thức đó chính là bài hát Nhớ về Quảng Trị. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng, phổ từ bài thơ Về của nhà thơ Tà Nghi Lễ, một người con của quê hương Quảng Trị đang từng sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc phần thi thứ 3 mang tên Tăng Tốc tại đây. Và một lần nữa chúng ta hãy cùng đến với bảng tổng điểm của các bạn qua 3 phần thi vừa rồi. Bạn Như Ý 50 điểm, bạn Cao Thắng 150 điểm, bạn Huy Hoàng 180 điểm và bạn Hải Tiến 110 điểm. Chúc mừng tất cả các bạn. Và như vậy là chỉ còn một phần thi nữa thôi thì chúng ta sẽ xác định được chân dung của người chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần thi mang tính chất quyết định, phần thi chinh phục. Đón Tết cùng VNPT, nhận ngay cơ hội trúng 226 Smart TV Samsung 4K 43 inch. Mỗi giải trị giá 13 triệu đồng, tổng giá trị giải thưởng gần 3 tỷ đồng.
mã dư thưởng dành cho khách hàng đăng ký mới, các gói cước MyTV, Home TV và Home Combo. Xuân Phú Quý nhận TV. Chương trình áp dụng từ ngày 27 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2020. Phần thi chinh phục gồm 6 câu hỏi, thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi 20 giây. Sau khi người dẫn chương trình công bố hiệu lệnh, thí sinh nào bấm chuông nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời. Nếu trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Trong trường hợp thí sinh đầu tiên trả lời sai, người dẫn chương trình ra hiệu lệnh thời gian còn lại cho 3 thí sinh tiếp tục phần thi. Thí sinh bấm chuông nhanh nhất được quyền trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Vâng ạ. Cơ hội dành cho các bạn thí sinh của chúng ta với những câu hỏi phía trước. Bởi vì đây là một phần thi với tổng số điểm là 180 điểm. Và hy vọng thì các bạn sẽ vận dụng tất cả những hiểu biết và sự nhanh nhạy của mình để đưa ra đáp án chính xác. Tuy nhiên cũng một lưu ý đến với các bạn thí sinh đó chính là nếu như mà trả lời sai thì các bạn sẽ bị trừ điểm. Chúc các bạn may mắn. Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Một cái thước đo bằng kim loại cho kết quả đúng khi nó ở nhiệt độ 20 độ C. Dùng thước này ở 50 độ C để đo chiều dài cái bàn gỗ. Hãy so sánh kết quả đo được với chiều dài thực của cái bàn khi đó. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Mời bạn Cao Thắng. Dạ, chỉ là khi mà dùng thước 50 độ để đo cái bàn, dùng thước ở 50 độ thì kết quả đo của cái bàn sẽ ngắn hơn. Bạn có thể giải thích thêm một chút nữa được không ạ? Dạ, chỉ là vì khi tăng nhiệt độ, vì cái thước đó này làm bằng kim loại nên khi tăng nhiệt độ thì cái thước này nó sẽ dài ra và nó sẽ cho kết quả đó ngắn, cho cái bàn ngắn hơn. Phần giải thích của bạn được chấp nhận. Kết quả đo được nhỏ hơn chiều dài thực. Do sự nở vì nhiệt nên chiều dài thước tăng lên, nhưng giá trị đọc được từ các vạch chia trên thước vẫn như cũ. Vâng, đó là đáp án chính xác của câu hỏi này. Và chúc mừng bạn Cao Thắng, bạn ghi cho mình 30 điểm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Nếu trái đất không từ quay quanh trục mà chỉ chuyển động quanh mặt trời, thì ở trái đất có ngày đêm không? Vì sao? Thời gian bắt đầu. Mời bạn Huy Hoàng. Câu trả lời của em là nếu trái đất không từ quay trục mà chỉ chuyển động quanh mặt trời thì ở trái đất sẽ không có hiện tượng ngày đêm luân phiên, mà chỉ có một nửa trái phần trái đất bị chiếu sáng là có ban ngày, chỉ có ban ngày, và phần không được chiếu sáng sẽ chỉ có ban đêm. Không chính xác, rất tiếc cho bạn Huy Hoàng. Chúng tôi sẽ lấy đi của bạn 10 điểm. Và thời gian vẫn còn cho các thí sinh. Có bạn thí sinh nào đưa ra đáp án trả lời. Ta có độ dài một ngày đêm ở bề mặt trái đất sẽ dài bằng một năm, nửa năm ban ngày và nửa năm ban đêm. Và vì trái đất vẫn chuyển động quanh mặt trời với góc nghiêng 66 độ 33 phút và không đổi phương. Đó chính là phần giải thích cho hiện tượng này. Rất là đơn giản thôi ạ. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Trong truyền Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu có viết: trăm năm biết mấy tinh thần, sinh con sau nối, ba chấm, đời đời. Hãy điền những từ còn thiếu vào các dấu ba chấm trên. Thời gian bắt đầu. Như Quỳnh xin được công bố đáp án của câu thơ này luôn. Và nguyên câu thơ là: trăm năm biết mấy tinh thần, sinh con sau nốt, gót lân đời đời. Từ còn thiếu trong dấu ba chấm đó chính là gót lân. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 4. Hỗn hợp X gồm CH3, CHO, CHO 2 lần và CH2 bằng CH, CHO. X tác dụng với dung dịch Argon O3 trong NH3 dư,
thu được 0,8 mol Ag. Đốt cháy hoàn toàn lượng X trên cần A mol O2, thu được 0,7 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Xác định giá trị của A. Thời gian bắt đầu. Vâng, đây là một câu hỏi trên lĩnh vực hóa học và xin được kính mời cô Hoàng Thị Hương Giang đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quỳ Đôn sẽ giải thích cho các bạn thí sinh được rõ. Ta có số mol của bạc là 0,8, vì ra số mol của nhóm aldehyde sẽ là 0,4. Nó sẽ bằng số mol của oxy và chúng ta sẽ dùng bảo toàn oxy, đó là 0,7 nhân 2 cộng với 0,5 trừ 0,4 chia 2 thì chúng ta sẽ số mol oxy sẽ là 0,75 mol. Vâng, xin cảm ơn. Xin được cảm ơn cô Hoàng Thị Hương Giang. Và như vậy kết quả của chúng ta có A là bằng 0,75 mol. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với câu hỏi số 5. Đây là một câu tiếng Anh. Here is a cusp make of titanium cloth that reaches to the knees and is traditionally worn by the men of which country? Thời gian bắt đầu. Mời bạn Cao Thắng. Finland. Bạn có thể nhắc lại. Finland. Không chính xác. Mời bạn Huy Hoàng. Câu trả lời của em là Scotland. Chính xác. Câu hỏi của chúng ta có nội dung: quốc gia nào trên thế giới mà trang phục truyền thống của đàn ông là váy caro được làm từ loài vải dệt tartan? Và đó chính là Scotland. 20 điểm sẽ được cộng vào tổng số điểm của bạn Huy Hoàng. Vâng ạ. Cuộc thi của chúng ta đang rất là gay cấn và hồi hộp. Giữa hai bạn thí sinh đang có số điểm không chênh lệch nhau quá ra, đó chính là bạn Cao Thắng và bạn Huy Hoàng. Bạn Cao Thắng đang có 170 điểm, bạn Huy Hoàng 190 điểm và một câu hỏi cuối cùng nữa thôi. Chúng ta sẽ xác định được chân dung của người chiến thắng trong trận thi thứ hai này. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 6. Trên bàn có 100 viên kẹo, 3 bàn A, B, C chơi trò bốc kẹo theo quy luật. Bàn A bốc 1 viên, bàn B bốc 2 viên, bàn C bốc 3 viên theo đúng tuần tự A đến B, đến C, đến A. Hỏi ai là người bốc được viên kẹo cuối cùng ở trên bàn? Thời gian bắt đầu. Mời bạn Cao Thắng. Cũng là C. Bàn C phải không ạ? Dạ. Đáp án chính xác. Rất nhanh và rất thông minh. Vâng, chúng tôi muốn nghe phần giải thích của bạn với câu hỏi này ạ. Nhà thưa chị, là khi mà bạn A bốc một viên theo thứ tự thì A bốc 1, B bốc 2, C bốc 3, còn lại là bằng một lần là 6 viên, và cho đến khi viên 100 thì sẽ đến lượt của bạn C. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Có vẻ lúc này thì bạn cũng rất là vui mừng, cho nên là phần giải thích cũng chưa được trọn vẹn. Chúng tôi hoàn toàn hiểu ý. Tuy nhiên đáp án của bạn đưa ra là một đáp án chính xác. Ta có 100 bằng 6 nhân 16 cộng 4. Do đó sau 16 lượt bốc của 3 bàn thì số kèo còn lại là 4. Lúc này đến lượt A bốc 1 viên, B bốc 2 viên và viên còn lại đến lượt C bốc. Và như vậy là cả 4 bàn thí sinh của chúng ta hoàn thành xong 4 phần thi của cuộc thi chinh phục ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng đến với bảng tổng sắp cuối cùng qua 4 phần thi mà các bạn đã ghi được. Bạn Như Ý 50 điểm, bạn Hải Tiến 110 điểm, bạn Huy Hoàng 190 điểm và bạn Cao Thẳng 200 điểm. Và như vậy là với 200 điểm thì bạn Cao Thắng đến từ trường Trung học phổ thông Đắk Rông đã giành chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. Giành được giải nhì đó chính là bạn Huy Hoàng đến từ trường Trung học phổ thông Cam Lộ. Và hai giải ba dành cho bạn Như Ý và bạn Hải Tiến. Chúc mừng các bạn. Mời các bạn cùng bước lên phía trước để nhận phần thưởng của chương trình. Xin được trân trọng kính mời cô giáo Hoàng Thị Hương Giang, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quỳ Đôn lên trao giải ba cho hai bạn Như Ý và Hải Tiến.
Hãy dành một tràng pháo tay để cảm ơn sự nỗ lực cố gắng của hai bạn Hải Như Ý và Hải Tiến. Xin được cảm ơn cô giáo Hoàng Thị Hương Giang. Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời cô giáo Nguyễn Thị Tân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chế Lan Viên lên trao giải nhì cho bạn Huy Hoàng của Trường Trung học Phổ thông Cam Lộ. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng bạn Huy Hoàng đã giành được giải nhì của cuộc thi. Xin được cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Tân và xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Quang Hải Bằng đến từ phòng giáo dục đào tạo thị xã Quảng Trị lên trao giải nhất cho bạn Cao Thắng đến từ trường Trung học phổ thông Đắk Rông. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng bạn Cao Thắng của trường Trung học phổ thông Đắk Rông giành chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. Và bạn Cao Thắng là thí sinh thứ hai có mặt ở vòng thi tiếp theo. Và tuần sau chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tranh tài giữa bốn bạn thí sinh đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà, Trung học phổ thông Giao Linh, Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và Trung học phổ thông số 2 Đắk Rông. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo, các bạn cổ động viên và các bạn thí sinh đã đến tham dự cổ vũ cho cuộc thi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.